Chào mừng các bạn đã đến với Tổng quan tướng Vladimir, thần chết đỏ. Hắn là một con quái vật khát máu, có mặt trong đế chế Noxus từ những ngày đầu tiên với khả năng hút máu và kiểm soát tâm trí kẻ thù. Hãy cùng tốc chiến tìm hiểu quyền năng Vladimir mang đến đấu trường nhé! Với nội tại huyết thệ, Vladimir được tăng sức mạnh phép thuật khi có một lượng máu cộng thêm. Ngoài ra, hắn cũng được cộng máu khi có thêm điểm sức mạnh phép thuật. Nội tại của Vladimir không thể cộng dồn với chính nó. Sử dụng chiêu 1, truyền máu, Vladimir gây ra thường phép và hút máu từ nạn nhân. Hắn cũng ngày càng trở nên khát máu. Khi đạt đỉnh điểm, Vladimir bước vào trạng thái tăng huyết áp, được tăng tốc độ di chuyển, sát thương và khả năng hồi máu. Với chiêu 2, hồ máu, Vladimir lặn vào một vũng máu và không thể bị chỉ định, được tăng tốc độ di chuyển. Ngoài ra, kẻ địch trong vùng ảnh hưởng sẽ bị rút máu. Bằng chiêu 3, thủy triều máu, Vladimir vẫn sức mạnh và tạm thời làm chậm bản thân. Khi phóng thích sức mạnh, hắn sẽ gây sát thương lên khu vực xung quanh. Khi sử dụng chiêu cuối, máu độc, Vladimir tiêm nhiễm một khu vực bằng dịch bệnh. Sau vài giây khi dịch bệnh bùng nổ, kẻ địch sẽ phải chịu sát thương phép đồng thời hồi máu cho Vladimir. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua bộ kỹ năng hút máu kinh hoàng mà Vladimir sở hữu. Hãy cùng trở lại đấu trường, thể hiện tinh thần chiến đấu đỉnh cao và tồn tại thật lâu trong giao tranh cùng với Vladimir nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chào đón thần chết đỏ Vladimir cùng trang phục Vladimir ma sứ.